Nên mình mới đi mua bộ kích điện từ 12V lên 220V đấy, dòng điện DC lên AC. Này bộ này thì chuyển đổi từ điện 12V này lên 220V. Hàng của mã giày anh Trung Quốc. Đây. Solar Power Inverter Hà Nội, nhưng mà hàng hàng đều ấy. Và hàng xịn đâu. Vì hàng này giá rẻ có hơn 500 ngàn thôi à. Trên mạng bán đây. Đây. Dùng cho bộ hoa lưới luôn này. Đấy. Đây. Lưới là pin mặt trời này xuống sạc pin ắc quy. Đấy, xuống đây chuyển qua đây dùng điện lưới. Đây, nó chỉ học pin 200 đó kích thước này, 22 x 14 x 6. Đây. Vậy thôi, mở ra xem nha. Mở ra mình test luôn. Đây trong hộp nó có sẵn đây. Đây. Cái tờ giấy gì đây biết, giấy bảo hành của Trung Quốc. Chắc đây sẽ hướng dẫn này. Đúng sẽ hướng dẫn thôi. Còn thích chung không hả? Mở ra xem thử đó. Vì ở đây mình nó không bán hàng chính đây. Chỉ bán hàng Quốc mà mình mua về mình xài. Đây cũng in này. Output input này. Anh em nghiên cứu sau nhá. Tập trung về đây. Đây, con nhỏ. Đây, 1000W. Thì mình đấu sẵn ở đây. Đấy. Hai kẹt ắc quy dương và âm. Đây. Mấy kén cái đang lên. Có tem màu hình vô đây. Mình sẽ hình trắng này. Xuất lên. Quạt. Đỏ thì cái đỏ đấu cực dương này. Đen dây đen dấu âm, dấu trừ, dấu cộng này, có anh đây dù này. Nó như đây, cánh quạt. Đây là ổ cắm ra này. Ra điện 210 230 AC này, công tắc này. On off này. Đây. Lưu ý là hàng đều đấy. Xấu ơ đấy. Chắc hàng đều chứ không biết có lên được ngàn công thức. Công suất thật của nó lên được ngàn hay không? Mình nghĩ sao được 6-7 cái gì đấy. Sử dụng trên 18 tuổi mọi người à. Nước à. Bin. Đấy, rồi. Rồi tiền thể mình đầu tư thêm cái bin nữa. Mới kén cái đang luôn. Áp quy chi khởi động. Đấy. Hàng TS. Ngày hàng này tốt hơn hàng Đồng Nai đấy. Nghe quảng cáo vậy biết đúng hay sai. Bình nước luôn. Bình này mình mua 12V 150A. Về bình nấu cơm điện đâu luôn đấy. Để tới mình mua đo để thử. Đây. Thì nó có chiều ở dương này, chiều âm này. Cắm thử xem thử. Chiều âm này. Dương đúng không? Cắm sai nó chảy mình tiêu đấy. Hàng xịn là nó có chống đoạn mạch chứ cái này nó không chống mạch. Đó, ok. Đấy, em xuống xem nào. Này. Rồi. Công tắc lên thôi. Quạt quay do mình dùng quạt rồi. Đây mình có quạt này Senko. Đây 615W. Cắm đây, cắm vào. Ok. Thế thôi à. Mình dùng khi mất điện á. Mình đấy. Sau tới mình phải chế cái ổ cắm đó để mình cắm thêm 2-3 cái quạt đây nữa. Đó.
thêm. Từ chai tí có nóng không? Phẩu đứa ngàn oát thoải mái. Nhà ấy xài có hai quạt với tivi thoải mái rồi. Cái này ngàn oát mà chạy công suất cho nó, theo như mình tìm hiểu thì công suất của nó tầm 6 đến 700 oát tối đa. Nó quá hơn nó sẽ tự sập. Thì trong nhà mình xài cứ bãi quạt 65 oát này và xoay được 10 cái. Mình giảm lại mình xài được 2 quạt thôi. Còn lại mình cắm tivi mình coi. Mình xem đúng không? Ui ok. Bình 150 này anh biết xài được lâu không? Mua bình nước nên cho nó rẻ. Mà nghe nói hàng TS này, hàng bình Aqua TS này nó hàng tốt, hàng online, nghe quảng cáo, nghe nhà bán nó quảng cáo vậy đó. Chắc nó lấy giá vốn giá cao hơn thì phải, nó bảo tốt hơn nữa. Nó mát rưỡi. Nếu có thật. Thế thôi. Buộc kích điện. À. Đơn giản rồi. Điện không lo nóng rồi. Vậy thôi. Có gì thì mình xem thời gian mình đánh giá sau.